bắt nhóm đối tượng lừa bán cô gái vào quán massage kích dục. Cô gái sau khi được các cơ sở massage mua đi bán lại đã bị ép phải phục vụ khách chơi từ A đến Z. Nhóm đối tượng liên quan đã bị Công an Bình Dương bắt giữ để điều tra. Chiều ngày 17 tháng 9, Công an thành phố Thuận An, Bình Dương thông tin, đơn vị đang tạm giữ nhóm đối tượng để điều tra liên quan đến việc một cô gái bị ép phục vụ kích dục cho khách tại các cơ sở massage. Theo điều tra ban đầu, khoảng tháng 7 năm 2022, NTN đi tìm việc làm và quen được một người thanh niên qua mạng xã hội giới thiệu việc làm, lương cao. Đối tượng này chờ N đến giới thiệu cho đối tượng Lê Đình Quân, sinh năm 1985, là chủ quán massage T.D và lấy số tiền 30 triệu đồng tiền môi giới. Sau đó, Quân ép N phải chịu khoản nợ 40 triệu đồng là tiền chi phí để tuyển N về làm việc và sẽ trừ dần. Tại đây, Quân yêu cầu cô gái phải thực hiện hành vi kích dục, phục vụ khách từ A đến Z cho khách. Tuy nhiên, nhưng N không đồng ý. Sau đó, đối tượng Quân đã liên hệ với hai đối tượng là Lê Văn Kháng, sinh năm 1967, và Lê Văn Nghiêm, sinh năm 1967, là chủ và quản lý của cơ sở massage T. Mở để bán khoản nợ của N với số tiền 30 triệu đồng để nạn nhân về làm việc tại cơ sở này. Tại đây, một lần nữa N bị các đối tượng tại cơ sở massage ép phải thực hiện hành vi kích dục cho Khánh. Không chịu được sự ép buộc của các đối tượng, N đã tìm cách cầu cứu gia đình. Khi gia đình N biết chuyện đã vội vàng tìm đến công an nhờ can thiệp. Sau khi vào cuộc điều tra, Công an thành phố Thuận An đã tạm giữ hình sự các đối tượng Lê Đình Quân, Lê Văn Kháng, Lê Văn Nghiêm để tiếp tục điều tra.